Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Lấy một nắm giá đỗ rồi làm thế này, cô gái ngỡ ngàng vì da mặt trắng mịn quá nhanh, ai nhìn cũng phải mê. Phụ nữ ngày nay rất quan tâm đến việc làm đẹp da, họ thường tìm đến các trung tâm thẩm mỹ làm đẹp ngày càng nhiều. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ tài chính để làm đẹp da tại các spa hay các trung tâm thẩm mỹ, thế nên làm đẹp tại nhà bằng nguyên liệu từ thiên nhiên rất được các mẹ và các chị ưa chuộng. Một trong những nguyên liệu làm đẹp tại nhà được ưa thích nhất đó chính là làm đẹp da bằng giá đỗ. Sở dĩ giá đỗ có thể làm trắng da được là do trong thành phần của giá đỗ có chứa một lượng lớn các vitamin E và C. Khi sử dụng giá đỗ sẽ giúp làm mờ các vết thâm sạm trên da, tẩy tế bào da chết và cân bằng độ ẩm cần thiết cho da. Từ đó da sẽ dần dần trắng sáng mịn màng hơn và ngăn ngừa được các dấu hiệu lão hóa da rất hiệu quả. Ngay sau đây kênh Phái Đẹp sẽ chia sẻ với các bạn cách làm trắng da bằng giá đỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nhé! Để thực hiện phương pháp làm trắng da tại nhà này, các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một nắm giá đỗ. Nguyên liệu thứ hai là một miếng chanh tươi và thêm một chút mật ong nữa nhé. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để chúng ta thực hiện thì rất đơn giản các bạn ạ. Giá đỗ mua về bạn nhớ rửa thật sạch đi. Sau đó bạn cho cái phần giá đỗ chúng ta đã rửa sạch vào trong cối xay sinh tố. Và bạn đem xay nhuyễn cái phần giá đỗ này. Khi đem xay giá đỗ, bạn có thể cho thêm 1 đến 2 thìa nước cũng được. Ở đây mình xay nguyên như thế này, mình không cho nước. Đây chính là phần giá đỗ mình đã xay xong. Giờ mình sẽ đổ ra bát. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 2 nguyên liệu còn lại vào. Bạn vắt cho mình khoảng tầm 5 đến 10 giọt nước cốt chanh và cho vào trong bát. Tiếp theo là bạn cho vào nửa thìa mật ong. Và giờ thì bạn chỉ việc đánh thật đều tay để cho 3 nguyên liệu của chúng ta hòa quyện, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Rất là nhanh phải không các bạn? Chỉ trong ít phút là chúng ta đã làm xong rồi. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần này. Cách để các bạn sử dụng bát hỗn hợp này dưỡng trắng da tại nhà như sau. Bước đầu tiên bạn hãy vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn mặt bằng nước ấm. Sau đó bạn lau khô mặt. Bạn sử dụng bát hỗn hợp mà chúng ta vừa mới làm, thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Thoa đến đâu, bạn sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng trên toàn bộ khuôn mặt đến đó. Việc này sẽ giúp cho các cái dưỡng chất có trong hỗn hợp của chúng ta có thể thẩm thấu vào sâu bên trong từng tế bào da. Như vậy thì cái hiệu quả dưỡng trắng da sẽ đạt cao nhất. Sau khi thoa và massage xong, bạn lưu lại hỗn hợp trên da mặt thêm khoảng 30 phút nữa và cuối cùng bạn rửa lại mặt bằng nước mát là xong. Bạn biết không, cả giá đỗ, mật ong và chanh đều là những cái tên đứng đầu trong danh sách các nguyên liệu làm đẹp tự nhiên tại nhà. Vậy nên sự kết hợp của ba nguyên liệu này sẽ đem đến cho bạn một công thức làm trắng da hoàn hảo, rất nhanh, rất tiết kiệm nhưng hiệu quả lại rất cao. Còn băn khoăn gì nữa, hãy áp dụng ngay mẹo tuyệt vời này để có thể tự tin tỏa sáng với làn da như ý các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem, hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.